bắt tạm giam đấu anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh. Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối. Sử dụng không ba công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung định mùa đông và các công ty liên quan, phát hành không chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư như không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể, 1. Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, 2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 3. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngô Gia Việt, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 4. Trần Hồng Sơn, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Solay, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 5. Nguyễn Khoa Đức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông. 6. Lê Văn Thịnh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 7. Phùng Thế Tính, nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty. Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.